Nguyễn Hoàng Đức đã cho thấy dáng dấp thủ lĩnh. Phút thứ 6 ở trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nhận được bóng ở trung lộ, một bóng áo đỏ tăng tốc dẫn bóng rồi vỉa má ngoài đặt Văn Đức vào thế thuận lợi. Sau đó Quang Hải đã dứt điểm hỏng ăn khiến người Úc lạnh gáy. Người mở ra cơ hội ngon ăn nhất trận đấu đó chính là Nguyễn Hoàng Đức, luôn chơi bóng ở đẳng cấp cao. Chỉ một tình huống đó cũng lột tả đủ phẩm chất của tiền vệ tấn công Nguyễn Hoàng Đức. Bất ngờ, kỹ thuật và đỉnh đạc, chỉ bằng một pha tăng tốc, cú vỉa má ngoài đúng nhịp, Hoàng Đức dễ dàng đưa đồng đội vào thế đối mặt với thủ môn. Đó là còn chưa nói tới cú nhấc chân đưa bóng rơi như lá vàng của vào vòng cấm. Australia cho Hà Đức Chinh băng vào dứt điểm sạt cột dọc ở phút bù giờ. Xuyên suốt hai trận vừa qua, Hoàng Đức cùng Quang Hải là hai cầu thủ hiếm hoi luôn chơi bóng đỉnh đạc. Anh tự tin quán xuyên tuyến giữa, dám giữ bóng chờ đồng đội, nhịp nhàng lui về giữ cự ly với hàng thủ. Với thể hình cao lớn trên 1m8, anh cũng không ngán những pha không chiến với hai tiền vệ trung tâm khổng lồ Infin và Hustic của Australia. Trước đó ở trận thua Ả Rập Xê Út, trong thế mất người, Nguyễn Hoàng Đức vẫn thể hiện được kỹ năng chơi bóng của một ông chủ tuyến giữa. Dù bị quây ráp, anh vẫn tự tin xoay sở trước khi tăng tốc loại bỏ đối phương. Khi trở về Mỹ Đình, những tưởng Đức Huy sẽ đá chính hay một Hoàng Đức mệt mỏi, nhưng không, anh vẫn được tin tưởng quán xuyến tuyến giữa. Khi người đã cặp, Tuấn Anh mệt mỏi rời sân, Hoàng Đức vẫn nhiệt huyết phối hợp ăn ý cùng với người vào thay là Đức Huy đến hết trận đấu. Đã thấy dáng dấp nhạc trưởng, trong cách sử dụng cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo, những trụ cột như Tấn Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh, Phan Văn Đức, Nguyễn Tiến Linh đều không được chơi trọn vẹn 180 phút, chỉ có 4 cầu thủ được dùng đủ giờ thi đấu là Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức. Chi tiết nhỏ ấy đủ nói lên tầm ảnh hưởng quan trọng của anh. Cần biết khi trực tiếp chứng kiến Hùng Dũng chấn thương, thầy Park đã tái mặt trên sân vận động Thống Nhất. Dễ hiểu Hùng Dũng là trái tim, là bộ não của đội tuyển. Suốt thời gian dài sau đó, ông Park luân phiên thử nghiệm nhiều bộ đôi nhưng chưa ai ưng ý. Với việc trước đó đôi Hoàng Đức thủ U23 lên và trong các 3 trận đấu tại vòng loại thứ 2, ông Park đã nhìn ra phẩm chất đặc biệt nơi tiền vệ này. Trên đất UAE, anh chỉ mất 30 phút để ở trận thắng Indonesia để thuyết phục ban huấn luyện khó tính người Hàn Quốc. Kể từ đó, anh nghiễm nhiên đã chính trong tất cả các trận đấu bao gồm trận gặp Malaysia, UAE, Ả Rập Xê Út và Australia. Cái chân trái khéo léo của Hoàng Đức đã liên tục làm khổ đối thủ, những pha che chắn kín, xoay người phát pressing rồi tăng tốc bất thần qua 3 đến 4 cầu thủ đã trở thành thương hiệu. Thầy Park đang xoa tay hái quả ngọt sau một thời gian dài uốn nắn Hoàng Đức. Trở về từ SEA Games 30 với cú sút xa xe lưới Indonesia rồi ăn mừng kiểu dương cung, chiếc áo U23 đã phá trận với Nguyễn Hoàng Đức. Trên đường tuyển quốc gia, anh lập tức đẩy những Xuân Trường, Đức Huy, Minh Vương và Văn Toàn lên băng ghế dự bị. Ở Hoàng Đức, người ta nhìn thấy bóng dáng của Tuấn Anh và Xuân Trường. Anh có khả năng chơi bóng điêu luyện thoát pressing tốt của Tuấn Anh và kỹ năng chuyền bóng sắc bén của Xuân Trường. Tất nhiên, tầm hoạt động ảnh hưởng chưa thể bằng một Hùng Dũng toàn năng, nhưng Nguyễn Hoàng Đức lại sở hữu kỹ năng chuyển đổi trạng thái tấn công ấn tượng. Với đà thăng tiến này, cho dù Hùng Dũng trở lại cũng chưa chắc chắn giành được suất đá chính của người đàn em. Ở tuổi 23, Nguyễn Hoàng Đức đã kinh qua tất cả các giải đấu lớn nhất gồm V-League vô địch cùng Viettel, SEA Games 30 vô địch cùng U23 Việt Nam, U17 World Cup 2017, U23 Thường Châu năm 2018. Cả một bầu trời mênh mông đã mở ra trước mắt của tiền vệ tấn công tài năng của bóng đá Việt Nam. Hãy tin anh sẽ còn tiến xa với sự cầu tiến của mình.